Trên thế giới, diễn biến của dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu tích cực. Tính đến sáng nay, số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới gần 29,2 triệu người. Đáng chú ý trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận mức tăng số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục với 307.930 trường hợp. Trong số gần 29,2 triệu ca mắc Covid-19, có 928.000 ca tử vong, hơn 21,1 triệu bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục. Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới và số ca tử vong cao nhất thế giới, 93.215 ca nhiễm và 1.140 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ là 4.845.003 ca, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Indonesia và Philippines là hai điểm nóng khác của dịch COVID-19, tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới trên 3.000 ca trong 24 giờ qua. Tại châu Âu, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Pháp, Nga và Anh khi số ca nhiễm mới vẫn duy trì ở mức cao. Italia đã quyết định mở cửa trở lại toàn bộ trường học. Nhìn chung, tình trạng lây lan COVID-19 hiện vẫn gia tăng tại 58 quốc gia.